Nhà hoạt động trẻ tuổi Joshua Wong, thủ lĩnh phong trào biểu tình ở Hồng Kông hôm 19 tháng 6 nói với VOA tiếng Việt rằng anh hy vọng sự quyết tâm của nhân dân thành phố nơi anh sinh sống sẽ truyền cảm hứng cho người dân Việt Nam. Sau khi ra tù đầu tuần này, anh Wong đã tham gia ngay vào các cuộc biểu tình rầm rộ chống dự luật dẫn độ, đồng thời kêu gọi trưởng đặc khu Hồng Kông, bà Carrie Lam, phải từ chức. Đây không phải là lúc để người dân sợ hãi, mà đã đến lúc chính quyền phải lo sợ người dân. Với sự can đảm và quyết tâm của chúng ta, ngay chính chế độ độc đoán cũng cần phải học cách tôn trọng chúng ta. Thông tin và hình ảnh các cuộc xuống đường rầm rộ để phản đối dự luật dẫn độ ở Hồng Kông mấy ngày qua đã được nhiều người sử dụng Facebook ở Việt Nam chia sẻ và bình luận. Đăng kèm bức ảnh từng gặp anh Wong trước đây, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn viết rằng: "Cảm ơn vì niềm cảm hứng các bạn mang đến, không chỉ lan tỏa trong lòng Hồng Kông mà còn đang truyền đến nhiều nơi khác nữa." Trên Facebook, luật sư Lê Nguyễn Duy Hậu, một người nghiên cứu về quyền con người, cải cách tư pháp và hiến pháp, ca ngợi hành động người biểu tình thức trắng đêm dọn rác và kêu gọi mỗi người chỉ cần 10 giây để nhường đường cho xe cứu thương như người Hồng Kông đã làm. Luật sư này viết, rồi sẽ sớm đến ngày Việt Nam có được 10 giây như thế, mình tin như vậy.